Vâng, hiện nay thì có vẻ là combo của Thúc Lào và Yellow lại bắt đầu di chuyển rồi. Vâng, lại là Choi Chi như ở game lúc nãy đang bắt đầu di chuyển sang phần mỏ của OC. OC hiện nay đã cắm 3 spy rồi, vâng, đã cắm 3 spy ở nhà của mình rồi để dễ dàng có thể phòng thủ. Vâng, chúng ta thấy một hit là đi mất một con SCV rồi. Marine lên có dính không? Một phát, vâng, hai phát một Marine, vâng, hai Marine lại mất rồi. Chúng ta thấy là unit loss ở cái trận đấu này lớn hơn. Vâng, và hiện nay thì OC đang bắt đầu đưa, vâng, đang bắt đầu đưa spy về phía bên trong nhà của mình, vâng, để mà hỗ trợ, để mà có thể dễ dàng phòng thủ hơn. Hiện nay thì Nam Nguyễn anh ấy đã ua kín mỏ của mình rồi, vâng vâng, và đang bắt đầu liên tục vào trên the Marine để có thể là phòng thủ. Chúng ta thấy rằng là Thuốc Lào và Yellow đang liên tục, vâng, đưa của quân đội ra. Hiện nay thì Thuốc Lào đang bị sắp tái kép một chút. Vâng, và bây giờ tất cả quân đội của combo Terran đang tập trung ở đây. Vâng, đã bắt đầu, vâng, hứng đạn rất nhiều thưa bạn. Hiện nay thì OC đã có khá là nhiều sức linh rồi, 10 sức linh để có thể hỗ trợ phòng thủ rồi. Vâng, và bây giờ quân đội đang bắt đầu được đưa vào bên trong thưa bạn. Vâng, đang bắt đầu tràn vào. Vâng, một spy đang hứng đam, và một spy đang phải hứng đam, có búp máu không? Không đủ energy để mà búp máu cho cái spy rồi. Bây giờ thì Nam Nguyễn, vâng, anh ấy đang bắt đầu đưa hai Reaper sang để harass phần mỏ cuối phương. Vâng, bây giờ thì vâng, đến kinh tế đang bị tấn công rồi. Một barrack đang là đặt, một bunker đang là đặt xuống ở cái phía này. OC đang khá là khó khăn, anh ấy đang phải đưa Dương Linh ra một cái vị trí khác. Anh tôi nghĩ anh ấy nên tranh thủ mà đưa tràn vào thôi. Vâng, đã bắt đầu tràn. Vâng, tuy nhiên mới chỉ có gặp một có mấy con thế này mà đã phải sợ rồi. Vâng, bây giờ Reaper sang nơi rồi. Reaper đang harass phần mỏ của Thuốc Lào các bạn. Vâng, bốn Reaper rồi. Hiện nay thì Thuốc Lào đang phải đưa 3-4 con Marine về để mà phòng thủ. Vâng, không tốt một chút nào, và khi mà đi lẻ này. Giấc linh trả, vâng, drone đã tràn ra ngoài rồi, drone đã ra đến bên ngoài rồi, có vẻ OC đã quyết định bỏ mỏ rồi. Anh ấy đang đưa cả hai queen này tràn ra bên ngoài. Mục tiêu là gì đây? Anh ấy có vẻ mục tiêu anh ấy nên tập trung ngay vào bên trong phần mỏ của Terran. Một trong hai phần mỏ của Terran, ví dụ như bây giờ mỏ của bên Yellow chẳng hạn. Vâng, bây giờ cái đàn Reaper này đang bắt đầu di chuyển, đang harass, có vẻ là mục tiêu sẽ là hỗ trợ với cả giấc linh để mà tấn công phần mỏ của vàng thì phải. Vâng, Dương Linh đang được, vâng, drone đang được đưa ra phần mỏ ở phía trên này. Drone có vẻ là OC không đủ mirror rồi. Hiện nay thì Dương Linh đang bắt đầu di chuyển. Hiện nay thì OC đã không còn mỏ cho mình nữa rồi. Thưa bạn, anh ấy chỉ còn có hai spy này ở đây thôi. Nam Nguyễn đã tràn rồi thưa bạn. Vâng, Nam Nguyễn đã tràn vào bên trong rồi. Vâng, vâng, và đang bắt đầu harass rồi. Vâng, đang bắt đầu cắn phá SCV. Vâng, Reaper của vàng cũng đã được đưa ra điểm hỗ trợ phòng thủ. Yellow, vâng, OC đang bắt đầu tranh thủ, vâng, OC đang bắt đầu đưa Dương Linh vào, vâng, lại nhảy rồi, Reaper lại nhảy lên rồi. Vâng, bây giờ khả năng phòng thủ là đang rất khó khăn, đang rất là mong manh cho vàng. Tuy nhiên vàng, vâng, vàng và Thuốc Lào đã bắt đầu đưa quân đội về để phòng thủ rồi. Vâng, cả hai quân đan, vâng, có vẻ là cả OC và Nam Nguyễn đang micro không được đẹp cho lắm. Vâng, chúng ta thấy là vừa có thêm một pha búp tiền từ Nam Nguyễn sang bên OC để mà tiến hành ăn đặt xuống cái hatchery này. Vâng, bây giờ Dương Linh đang cắn ở đây thưa bạn. Vâng, Dương Linh đang cắn vị trí những cái bốn cái barrack này. Queen, vâng, Queen cũng đang di chuyển đây. Queen cũng bắt đầu đang di chuyển vào vòng vèo đây. Tuy nhiên, vâng, và rất hay là quân đội của Thuốc Lào đã quay trở về rất là kịp lúc rồi. Thuốc Lào và cả Yellow nữa. Tuy nhiên Yellow thì đang bắt đầu có quyết định là push quân đội của mình lên. Hiện nay thì rất nhiều quân đội phòng thủ đang có ở đây cho Nam Nguyễn rồi. Và bây giờ hai bên sắp được gặp nhau rồi. Vâng, đã bắt đầu gặp nhau rồi. Reaper của Yellow vừa tràn lên, tuy nhiên là không ăn thua thưa bạn. Vâng, đang bắt đầu phá cái bunker này. Tuy nhiên là chúng ta thấy là quân đội của hai bunker rất là chắc chắn. Vâng, quân đội này đã bây giờ Dương Linh mới bắt đầu tràn ra, rất là đáng tiếc cho nó. Chịu thiệt hại phải nói rất là lớn rồi. Vâng, bunker đã đợi phía tiếp tục được đặt xuống. Hiện nay Nam Nguyễn đã bắt đầu có thêm cả Mauder nữa. Anh ấy có lẽ là nên sắp sửa hoàn thành xong cả Steamback nữa rồi. Vâng, và quân đội, vâng, hiện nay quân đội của Thuốc Lào đã bắt đầu bắt gặp hai Queen đằng đây rồi. Vâng, Queen đã bị target, Queen nhiều energy đã bị target rồi. Bây giờ chỉ còn lại Queen ít energy rồi. Vậy là hai Queen đã bị phá rồi. Nhưng hiện nay mỏ cho OC đã có vẻ sắp sửa hoàn thành. Anh ấy đã bắt đầu có Swimming Pool này, sắp sửa có Swimming Pool cho mình rồi.
Ở trên này thì chúng ta thấy sau cái pha chi như thế kia thì đã rất là tốt, rất là thuốc Lào và chơi lâu đã dẫn trước khá nhiều rồi. Chúng ta cùng check qua income một chút. Chủ đây chúng ta có thể thấy là chỉ thua có mỗi cái thủ Nam Nguyễn thôi, tại vì Nam Nguyễn thì không bị tấn công từ đầu. Bây giờ hiện nay Nam Nguyễn đã bắt đầu tiến hành ăn mỏ hai ở phía bên ngoài rồi, anh ấy đã bắt đầu có sắp sửa có cả support nữa. Hiện nay thì đối thủ của anh ấy là vàng. Vâng, vàng đã bắt đầu ăn, cũng đã bắt đầu ăn mỏ hai rồi. Anh ấy đang bắt đầu đặt xuống bao nhiêu rồi? Vâng, hai energy ring bay để có thể tiến hành nâng cấp cho quân đội của mình. Ba bunker ở đây thì vẫn đang tiếp tục, ba bunker ở đây cùng với cả một bunker nữa thì đang tiếp tục về chuyên quân đội ra. Vâng, bây giờ có vẻ có tất cả quân đội đang tập trung ở đây rồi. Có vẻ mục tiêu tiếp theo chỉ còn là cái mỏ thôi. Ăn thắng được cái mỏ này, vượt qua được cái hàng phòng thủ này thì rất dễ dàng để hai vâng, hai bên đã bắt đầu chán rồi. Vâng, steam rồi, đã steam lên rồi. Chúng ta ta thấy là lợi thế có steam rất là lớn, nhưng mà tuy nhiên là chúng ta không thấy có giấc linh đang đây. Vâng, thưa bạn, giấc linh đã chết hết rồi. Bây giờ còn chúng ta thấy là cái nhóm khóm quân này cũng đã ít đi khá nhiều rồi. Tuy nhiên là bây giờ tràn vào thì cũng rất là mệt cho Nam Nguyễn. Hiện nay lực lượng phòng thủ còn rất là ít. Vâng, giấc linh không còn. Vâng, bây giờ chúng ta thấy là lại đang bị thiếu âu lòng một chút. Hiện nay thuốc Lào hầu như là vẫn chưa có ý đồ ăn mỏ mà anh ấy. Vâng, bây giờ mới đặt xuống thêm một cái factory. Hiện nay anh ấy vâng đã bắt đầu ăn mỏ rồi, vừa mới đặt một cái command center ở phía bên ngoài này. Vâng, và bây giờ thì em mùn, vâng, anh ấy OC vừa đặt thêm một cái hatchery ở phía ngoài nữa. Vâng, và bây giờ thì vàng, vâng, và anh ấy có một reaper, anh ấy nên đưa một reaper ra để mà scout mỏ. Thế nhưng mà anh ấy đang hiện nay nếu không phát hiện ra mỏ này hay là mỏ này thì sẽ rất khó khăn. Vâng, bây giờ đã phát hiện rồi. Bây giờ Nam Nguyễn bây giờ đạo quân chính của bên kia đối thủ đã phát hiện ra cái mỏ này của Nam Nguyễn. Anh ấy sắp sửa phải nhấc cái outer command của mình lên. Có nhấc không thưa bạn? Vâng, có vẻ không nhấc rồi. Tuy nhiên là ở phía bên này này, đây cái đạo quân này vừa có một pha drop của Nam Nguyễn. Vâng, đang bắt đầu tàn phá đây. Có vẻ là thuốc Lào vừa phải cancel cái mỏ ở đây. Vâng, và bây giờ outer command này đã được nhấc lên rồi. Bây giờ tất cả quân đội của thuốc Lào đang phải đưa trở về, thuốc Lào và Yellow đang phải đưa trở về để mà và phòng thủ cái pha drop này. Vâng, Mê Vác cần phải cẩn thận, nếu không sẽ mất Mê Vác bây giờ. Một ý nghĩa rất là quan trọng thưa bạn. Vâng, đang steam lên, và đang steam lên rồi, đã nhấc lên. Còn một con đạo nữa, vâng, đã nhấc, cả hai đã được thoát an toàn rồi. Vâng, rất may mắn hiện nay tất cả quân đội của vàng đang được điều trở lại, có vẻ là để mà phòng thủ mỏ của mình. Tuy nhiên là Nam Nguyễn có phát hiện ra điều không, tại vì hiện nay vàng cũng đã sắp sửa có cả steam cho mình rồi. Vâng, đã có steam rồi. Hiện nay vàng còn đang nâng cấp thêm cả slow nữa thưa bạn. Hiện nay thì có một, vâng, tất cả quân đội đang được đưa trở về ở đây để mà thì tiến hành phòng thủ. Hiện nay Nam Nguyễn đã bắt đầu đưa quân đội của mình ra phía bên ngoài rồi. Cái mỏ 2 này cũng đã bắt hoàn thành cho OC của chúng ta. OC anh ấy đã có Marco Hack, đã có Spore, đã có rất khá nhiều spy rồi. Và bây giờ thì vàng lại bắt đầu tiếp tục đưa quân đội của mình ra. Tuy nhiên đưa ra đúng lúc này. Vâng, có một Turret đang đây rồi. Turret đang bắn đúng cái Mavac. Vâng, một cái Mavac đã mất rồi. Mavac chấm rất nhiều máu thôi bạn. Vâng, bên steam lên có gây được thiệt hại nào không? Vâng, gây được rất ít thiệt hại. Vâng, chúng ta thấy fire drop không hiệu quả một tí nào, gây ra được rất ít thiệt hại. Thì hiện nay thì quân đội Nam Nguyễn đã bắt đầu tiến hành ăn lại cái vị trí mỏ ở đây rồi. Thuốc Lào cũng đã bắt đầu ăn lại cái mỏ ở đây rồi. Thuốc Lào chúng ta thấy là unit hiện nay của thuốc Lào khá ít, anh chỉ còn có 8 SCV với cả một mil mà thôi. Trong khi đó thì đối thủ của anh ấy còn khá là nhiều. Vâng, chúng ta thấy là hiện nay thì income của cả hai bên đang khá là chênh lệch. Hiện nay thì OC đã quay trở lại trận đấu rồi và đang vượt qua income của thuốc Lào. Nam Nguyễn tổng income của Nam Nguyễn và OC đã cao hơn hẳn cái tổng income của Yellow và thuốc Lào rồi. Vâng, hai bên Nam Nguyễn chia quân đội khá đẹp. Tuy nhiên là vâng, có vẻ có combo của Yellow quá mạnh thưa bạn. Vâng, đã mất một mấy vắc rồi. Hai quân đội này đang tập trung ở đây, còn rất ít quân đội cho Nam Nguyễn của ta. Hiện nay thì Zerg vẫn chưa có unit nào để mà hỗ trợ phòng thủ cả. Vâng, họ chưa có một unit nào cả. Vâng, bây giờ quân đội có vẻ là đang sắp sửa lao lên trên phía trên này. Phía trên này mỏ này của Zerg. Vâng, mỏ này của Zerg rất ít quân đội để phòng thủ. Vâng, đã bắt đầu rồi, đã bắt được một queen rồi. Drone đã chạy thoát rồi. Bây giờ mục tiêu sẽ là hai cái hatchery này. Quân đội của Terran và cả của Zerg đang rất ít. Mặc dù là lợi thế Vincom nhưng mà quân đội thì khá là mỏng manh thế bạn. Hiện nay sắp sửa có 6 muta, vâng, sắp sửa có 6 muta cho Zerg của chúng ta rồi.
Vâng, đã có 6 mũ ta rồi. Bây giờ thì đạo quân drone này đang bắt đầu di chuyển ra ở khá xa. Vâng, đã tiến hành ăn lại cái vị trí mỏ ở đây rồi. Spy, tôi không thấy spy đang đâu cả. Có vẻ spy ở đây. Vâng, hai spy đã được đưa ra phía bên ngoài để mà tiến hành phòng thủ rồi. Hiện nay vàng đã bắt đầu ăn quân đây rồi. Ăn mỏ 3. Vâng, có một pha drop. Drop đã phải khiến cho vàng đã phải nhấc off the command, đã mất rồi. Mất hẳn off the command ở đây rồi thưa bạn. Hiện nay Nam Nguyễn đang rất tích cực phòng thủ. Anh ấy vâng, cần phải lốt quân đội của mình lên. Quân đội của vàng đã quay trở lại rồi. Vâng. Vâng, đã rút rồi. Lốt lên. Vâng. Vẫn còn một đồng chí chạy thoát. Tuy nhiên là chúng ta thấy rằng ra vàng, vâng, vàng đã đang rất nghiệm. Anh ấy đang đưa quân đội của mình ra phòng thủ ở phía giữa này. Vị trí này bây giờ mà bị phát hiện thì sao đây? Vâng, bị phát hiện thì sao đây? Mê Vác đã phát hiện ra hướng đi rồi. Tuy nhiên quân đội này có vẻ là không đuổi kịp. Vâng, Muta bắt đầu di chuyển rồi. Muta, nhưng tuy nhiên là Muta bây giờ mà có gặp không? Vâng, hai bên có vẻ là định kẹp trả. Vâng, tuy nhiên là không ăn thua rồi. Vâng, Muta đã phải vòng vèo. Vâng, có vẻ là ở đây thì quân đội ở đây phòng khá là mạnh. Quân đội ở đây vậy. Bây giờ thì Muta và quân đội này sẽ đi đâu đây? Vâng, đã phát hiện ra rồi. Tuy nhiên là đi ngang có đúng cái đường này. Vâng, rất tiếc hai Mê Vác mất rồi. Bây giờ Muta đang bắt Mê Vác ở đây thưa bạn. Tuy nhiên là có vẻ số lượng quá ít cho nên là không hiệu quả một tí nào cả. Hiện nay thì OC đang đắp expand. Vâng, một mỏ ở đây, một mỏ ở cả cái phía đấy. Bây giờ quân đội của Nam Nguyễn, vâng, một đạo quân khổng lồ đang bắt đầu di chuyển rồi. Mục tiêu tôi nghĩ là mục tiêu là nên phá nhà của thuốc Lào thì hay hơn, tại vì bây giờ quân đội tập trung của Chờ Lâu rất là đông rồi. Ở Muta đang quấy ở cái phía này. Hiện nay tôi thấy là Muta đang rất khó chịu, khiến cho Yellow phải đưa tất cả quân đội vào bên trong. Nam Nguyễn thì đang chờ thời cơ, và đang bắt đầu di chuyển hành quân để mà tiến hành áp sát mỏ cuối phương. Có lẽ là mục tiêu là sẽ hạ gục nhanh, tiêu diệt gọn cái mỏ 3 này. Vâng, tuy nhiên là vâng, đáng tiếc là Muta đang ở đây. Vâng, bây giờ Yellow đã vâng, hai quân đội đã sim lên rồi, hai bên đã bắt đầu lao vào nhau rồi. Vâng, Nam Nguyễn có vẻ là Miko không tốt. Anh ấy dàn quân đẹp nhưng mà lại để cho quân đội ở khá xa, không hề dễ hề tốt để không dễ dàng để phòng thủ một tí đâu cả. Vâng, bây giờ Muta đã quay trở lại, mục tiêu sẽ là cái off the command này. Vâng, Muta đang bắt Mê Vác, bắt được một Mê Vác rồi. Một đàn Muta, vâng, một đàn Muta này đang rất tốt. Vâng, mục tiêu bây giờ quân đội của Yellow. Vâng, Yellow đang ở phía dưới ram, quân đội của Nam Nguyễn đang ở phía trên ram, một lợi thế rất lớn. Tuy nhiên là vâng, đã hết sim, lại sim lên rồi. Vâng, một scan nữa. Vâng, dàn quân hai bên dàn quân như nào đây? Dàn quân rất đẹp rồi. Bây giờ Muta, vâng, Muta ở phía trên, không có unit nào để tấn công Muta cả. Vâng, có vẻ là Nam Nguyễn và OC sẽ giành chiến thắng trong cái pha combat lần này rồi. Hiện nay thì thuốc Lào đang rất là bi hai. Vâng, có vẻ là cái Opter Command này của Yellow đã phải nhấc lên và có vẻ là sẽ bị mất Opter Command ở phía trong này. Vâng, đã GG rồi. Yellow GG rồi. Thuốc Lào thì vẫn chưa có động tĩnh nữa cả. Anh ấy bây giờ đang có một hình income rất là lẹt đẹp thưa bạn. Yellow mà GG rồi thì chắc chắn là nhóm thuốc Lào cũng phải GG mà thôi. Hiện nay thì Orbiter Command này đã bắt đầu cháy rồi. Muta không biết là Muta đang đâu, nhưng mà bây giờ Muta chỉ phải quay ra mà bắt Orbiter Command xong, hoặc là Muta có thể push thẳng vào bên trong phần mỏ của thuốc Lào. Vâng, thuốc Lào đang có một pha drop ở đây, tuy nhiên là không còn lâu nữa. Vâng, còn lâu nữa, tại vì là còn lâu nữa thì mới có thể là hiệu quả được. Muta đang tập trung ở đây, Muta về tràn ra mà phòng thủ thôi. Vâng, bây giờ Nam Nguyễn đã bắt đầu đưa quân đội ở nhà, quân Reinforce và tràn vào để tiến hành phòng thủ rồi. Vâng, đạo quân nhỏ nhoi này của thuốc Lào sẽ bay trong một ít chốc nữa thưa các bạn. Rất may là Yellow đã có một mew gọi xuống để mà tiến hành repair of the command này, nếu không thì sẽ bị cháy hết mất. Vâng, bây giờ vâng, một đạo Widowmine vâng, một đạo Widowmine này hạ xuống. Có vẻ là thuốc Lào không đi chơi Widowmine rồi. Bây giờ Muta đang di chuyển, và Muta đang đuổi Mê Vác rồi. Vâng, bây giờ là mục tiêu. Vâng, thuốc Lào cắm rất nhiều turret. Vâng, chúng ta thấy vậy, thuốc Lào cắm cực kỳ nhiều turret các bạn. Hiện nay thì đạo quân chính của Nam Nguyễn đã phá xong những cái Outer Command cuối cùng rồi. Vâng, và đang bắt đầu di chuyển ra phía ngoài. Yellow chỉ còn có một cái con Mauder ở đây thôi, anh ấy nên giữ lại thì tốt hơn, chứ đừng để mất như này. Hiện nay đạo quân vâng Muta đang di chuyển rất là ngốc nghếch thưa các bạn. Vâng, và bây giờ thì đàn Widowmine đang bắt đầu di chuyển ra phía trên này. Anh ấy không có spore. Vâng, vừa cắm spore xuống rồi, bây giờ cắm một spore và hai spy rồi. Tuy nhiên là anh ấy không spore có hoàn thành kịp. Vâng, rất lâu nữa thì mới hoàn thành kịp. Anh ấy cần phải đưa quân đội ra ngoài rồi. Vâng, hoàn thành kịp spore rồi. Tuy nhiên là Widowmine, vâng, Widowmine vừa hạ rồi. Vâng, đã hạ rồi. Bắn nào. Boom. Vâng, 5 kill này, 2 kill này, 4 kill rồi. Vâng, rất nhiều kill. Và bây giờ thì quân đội mở Muta và quân đội của Nam Nguyễn đang bắt đầu đến phần mỏ của thuốc Lào rồi. Thuốc Lào vẫn đang rất là loay hoay thưa các bạn.
Vâng, thuốc lào anh ấy đưa một nửa quân đội ở ngoài, tuy nhiên ở bên trong thì cũng chẳng có gì cả, chẳng có gì để mà phòng thủ cả. Anh ấy chỉ sử dụng Widowmine để tiến hành phòng thủ thôi. Nam Nguyễn nên có một pha scan vào đây để mà bắt Widowmine. Vâng, thuốc lào GG rồi, thuốc lào đã quyết định GG rồi, như vậy là chúng ta chỉ còn chờ. Vâng, vậy chiến thắng của chúng ta đó chính là SF Moon và Toàn Trần, đó chính là Nam Nguyễn thưa các bạn.